tại sao, tại sao đồng tâm bao tang tóc chặn lòng. Xin hỏi tại sao nửa đêm người dân đang trong giấc mê say, pháo nổ đạn bay cùng hòa châu xen hơi cay bắn vào dân lành. Anh công an thiết bị chống đạn, tay mang theo súng lục lựu đạn tràn vào. Quân đội là dân, tại sao vì ai sai quân giết đồng bào? Lão phụ già nua, người đau, trẻ thơ anh dương bắn trăng nương. Quân tàu ngoại xâm từ biển khơi đang ra tay phá hoại nước Việt, sao anh không bắn bọn quân thù, sao anh không giết bọn Việt hèn vì dân. Bạn ơi quyền cao tham vọng thế đây, hôm nay trong tay chan chứa tiền tài, nhưng qua mai sau thân phơi thây không trốn đọa đây. Vì tham hoa là chính tay anh, mọi khổ đau do chính tâm anh. Bạn ơi sao không chống lại tham quyền? Xin người Việt Nam đồng tâm đồng tay xây lại nước Việt buồn, xua đuổi ngoại xâm đập tan Việt gian đang gieo rắc đau thương. Cho dù đổ máu dù đầu rơi, cho tương lai nước Việt vĩnh tồn, cho quê hương phát triển phú cường, cho con em sống lại tình người Việt Nam. Hơi thay không trốn đọa đây, vì tham hoa là chính tay anh, mọi khổ đau do chính tâm anh. Bạn ơi sao không chống lại tham quyền? Xin người Việt Nam đồng tâm đồng tay xây lại nước Việt buồn, xua đuổi ngoại xâm đập tan Việt gian đang gieo rắc đau thương. Cho dù đổ máu dù đầu rơi, cho tương lai nước Việt vĩnh tồn, cho quê hương phát triển phú cường, cho con em sống lại tình người Việt Nam. Cho dù đời